đầu tiên có cần để sử dụng hiệu quả, có cần căn cứ vào năng lực bản thân, đặc điểm tâm sinh lý đối tượng học sinh đấy để thiết kế câu hỏi không? Có lớp nó giỏi nhưng mà mình lại không giỏi, mà mình cứ cố gắng để tìm những câu thật là khó cho phù hợp với lớp, vậy liệu mình có thể làm được không? Tự mình cũng hơi áp lực đúng không? Hôm qua cô đã hướng dẫn rồi là chúng ta không phải cái định biết mọi thứ, mà điều quan trọng là chúng ta hơn học sinh ở chỗ là ta có kỹ năng tổ chức đúng không? Một buổi dạy thì học, và học sinh là người dù sao cũng phải nghe theo cái sự tổ chức của giáo viên đúng không ạ? Vì nó giỏi hay nó kém chúng ta không thêm nặng về tâm lý, được chưa? Mình không biết mà mình cứ cố gắng để cho biết thì mình sẽ rất là mệt, chính vì gây áp lực cho mình nha. Đấy, mình tôi đi chơi lúc nãy đấy, mấy thầy ở đây FPT đấy, sau mình cứ tháo gỡ thì rất nhẹ nhàng, và thỉnh thoảng cứ phải mời cô suốt cà phê đấy, là vì đâu sau khi đi học xong sướng quá, tận dụng quá trời những cái đứa học viên toán đấy để nó lên nó dạy toán cho khỏi dạy. Còn trước đó thì anh ấy buổi đầu tiên anh học anh nói với tôi là ôi nhiều đứa nó mất dạy lắm chị, ai vậy á, nó coi thường mà thầy, ông khó chịu, nó khó chịu. Mà rõ ràng là toán sơ cấp đúng không ạ, chúng ta không phải lúc nào chúng ta cũng giỏi bằng học sinh. Toán cao cấp, toán cơ bản đấy không phải lúc nào chúng ta cũng giỏi bằng học sinh, vì toán là một cái môn mà nó phải tư duy đặc biệt đấy. Nên tôi ví dụ như vậy thì đây cũng thế thôi, mình phải biết mình là ai như thế nào để mình thiết kế câu hỏi đấy thì nó thuận với cái năng lực của mình, và chính ta trọng được cái thuận của mình chính là ta đã tôn cái giá trị của ta lên đúng không? Không biết hát mà lại cứ thích hát đấy, đúng rồi. Thế không phải chứ, nhiều người lại bảo là hát hay có bằng hay hát, có đâu, hay hát chỗ nào cơ, đúng rồi không ạ? Mất hình ảnh đấy, tôi muốn chia sẻ. Hai là tôi chọn và xây dựng bao nhiêu câu hỏi là đủ cho một tiết dạy, và tôi đề chữ màu đỏ cách hỏi, cách hỏi quan tâm đến bao nhiêu câu hỏi và cách hỏi, và chính vì vậy mới có đến ba cái ý này mô tả cho cái phần trên, được không nào? Yêu cầu về phía câu hỏi tự chém ra được không? Câu hỏi phải đúng trọng tâm của nội dung bài đang dạy, đúng sao ạ? Câu hỏi ra bài khác như vừa thì nữa, câu hỏi phải mạch lạc rõ ràng đúng không, tránh để hiểu nhầm. Ờ đúng rồi, chính xác nói cho anh ấy đấy, từ nghĩ ra nhá, cái đấy phần đầu chém nhá, chém theo kiểu của bạn đấy, đúng chính xác đấy, từ ý tôi to lên chém ra mấy bốn năm sau được. Yêu cầu về phía người dạy là thầy giáo khi mà đặt câu hỏi cho học sinh thì phong thái, thái độ, cử chỉ, điệu bộ, lời nói thế nào, từ chém tiếp, được không? Đây là cách học mà đề đắm cũng rất là dễ học, đề đắm cũng rất dễ học, nếu mà đề đắm cũng rất dễ học. Có ba câu học thứ hai giải thích được đúng không? Còn đấy bằng kinh nghiệm của mình chém ra luôn luôn đúng, luôn luôn đúng đấy, nên là tôi chia sẻ một chút. Cuối cùng là yêu cầu về phía người trả lời câu hỏi như thế nào, phải trả lời đúng trọng tâm câu hỏi, nói nhỏ hay nói to, và nói đủ nghe và rõ ràng mạch lạc, đúng trọng tâm câu hỏi, được không? Đấy, tiếp tiếp vào đây chính là để sử dụng hiệu quả phương pháp vấn đáp, đồng ý không? Chúng ta dừng ở đây nhá, chúng ta đã xong hai phương pháp cốt lõi, và đấy là hai phương pháp dạy học cốt lõi nha bạn. Chúng tôi sẽ đầu tư thời gian hơi nhiều một chút, tất cả các phương pháp dạy học và các kỹ thuật dạy tích cực về sau chỉ là biên tướng của hai phương pháp này thôi. Nhắc lại nhá, chúng ta phải nhớ cho chắc về hai phương pháp này, rồi thuyết trình là gì, vấn đáp là gì, ưu nhược điểm nổi trội là gì, và làm thế nào chúng ta có thể làm tốt được phương pháp này, và từ đó chúng ta có thể dễ dàng biến màu các phương pháp tích cực về sau, và chúng ta sẽ học vào buổi chiều. Đấy. Rồi bây giờ ta sẽ sang nội dung tiếp theo, tôi sẽ giới thiệu trực quan hết này ta về. Trực quan nào, tôi giới thiệu rất nhanh, cái này lớp này không có khó, đây là tôi giới thiệu nhanh. Một là khái niệm phương pháp trực quan.
quan là phương pháp giáo viên sử dụng các phương tiện trực quan, các phương tiện kỹ thuật hay công nghệ, được chưa? Dạy học nhằm tổ chức cho học sinh học tập một cách có hiệu quả nhất để đạt được các mục tiêu học tập đã đặt ra, hay là đạt được các chuẩn đầu ra, vân vân. Này rất là nhiều cái đằng sau. Như vậy rõ ràng là khi nó đến phương pháp trực quan là nó đến giáo viên sử dụng các phương tiện trực quan, các phương tiện kỹ thuật và các công nghệ, được chưa? Để dạy học nhằm đạt mục tiêu dạy học. Và trong phương pháp trực quan nó có hai phương pháp bộ phận, nó nhìn trên màn hình. Một là phương pháp quan sát, hai là phương pháp trình bày trực quan. Như tôi nhá, các bạn đọc cái khái niệm đi và tôi sẽ mô tả. Và tôi hỏi các bạn nào, đọc khái niệm nào, đọc qua khái niệm và tôi sẽ mô tả bằng cái ví dụ sau đây và chỉ cho họ tôi khi tôi mô tả cái nào là cái mà tôi dùng quan sát và cái nào là cái tôi dùng trình bày trực quan. Và cái này các bạn được chưa? Xong nhá. Nào bây giờ tôi sẽ học xem như sau. Một tiết dạy mỹ thuật. Tôi sẽ lấy một tiết kỹ thuật của cô giáo mỹ thuật nhá. Tôi để, tôi vào lớp, cái việc của cô được tổ chức không nói nữa. Đó là vào lớp nào. Tôi sẽ để cái chai nước này trên cái kệ ở giữa lớp, được không? Cao cả lớp nhìn thấy. Tôi hỏi là gì? Mỗi các em lấy chì tẩy cái ke thước, chưa? Phòng màu và giấy là cô đã chuẩn bị hôm qua mang đi, được chưa? Tất cả mỗi bạn mà cái giá vẽ bình thường, mỗi người có cái rồi để đủ hết. Mỗi bạn có 30 phút vẽ cho cô bình nước này, được không? Hôm nay dùng cụ của ta, bài động ta là vẽ bình nước. Tôi nói vậy thôi, tôi chẳng làm gì hết. Trong quá trình học sinh nó vẽ, kệ nó, thỉnh thoảng nó hỏi có gì đó mà hợp lý tôi sẽ trả lời không thì không, được chưa? Cuối buổi tôi thu bài, được chưa? Bắt đầu bài hết và 5 phút còn lại tôi đánh giá và tôi củng cố và tôi đưa ra cái lưu ý khi vẽ một cái vật mẫu là cái bình dạng này ta lưu ý cái gì, được không? Và sau đó tôi kết luận là bao nhiêu bạn vẽ tốt, bao nhiêu bạn vẽ chưa tốt, vân vân vân, nó là của cái tốt. Cách thứ hai cũng vào tiết đó, tôi đứng ở giữa lớp và tôi hướng dẫn cả lớp như sau. Sao cả lớp nhìn trên tay cô, đây là cái bình nước nào, anh nhìn cái bình nước này có màu gì rồi sao đấy. Hai là bình nước này cao khoảng bao nhiêu, to khoảng bao nhiêu và hình dạng chủ đạo của bình nước này là loại hình gì, hình trụ hay hình tròn hay hình nón hay là đấy, được chưa? Nhìn nhá, rồi cô xoay nào, nhìn theo ký hiệu cô và ta sẽ nhìn thêm cái vị trí, đây là cái quai, được chưa? Nắp lại vào cái quai đây đấy, ta sẽ nhìn cái kích thước và cái cỡ khoảng cách nó bao nhiêu, tỷ lệ bao nhiêu, các em nhìn chưa, nhìn được chưa? Rồi xong chưa nào? Bây giờ cô cho các bạn 25 phút để vẽ lại cái bình này cho cô, bình nước này cho cô. Bây giờ bắt đầu phải để cái giá giữa lớp, được không? Cho vẽ hai cách tôi giới thiệu như vậy, cái nào là quan sát, cái nào là trình bày trực quan. Đấy, tại sao tôi phải mô tả như vậy? Bởi vì trong quá trình chấm dự giờ của các giáo viên phổ thông, kể cả những cái giáo viên thi, giáo viên giỏi, các thầy cô đang còn mập mờ giữa quan sát và trình bày trực quan. Và khi các thầy cô viết trong cái giáo án ý để là sử dụng phương pháp để học trực quan, nhưng mà trong quá trình dạy trên lớp các bạn dùng hoàn toàn là trình bày trực quan và cái giáo viên từ giờ những người đánh giá giám khảo chấm ý tâm vặt vẹo các bạn một câu thôi. Trong phương pháp trực quan, trong nhóm trực quan nó có hai phương pháp bộ phận là quan sát và trình bày trực quan. Vậy thì cô hãy nói cho chúng tôi biết tiết dạy này, bài dạy này cô dùng quan sát hay trình bày trực quan, đúng không? Cả lớp hiểu chưa? Bình thường thì tưởng đơn giản nhưng mà không phải đơn giản đâu. Vì vậy tôi mới yêu cầu là gì, chúng ta phải nắm chắc bản chất của từng phương pháp là do như vậy. Chỉ học một tí thôi, khổ một tí, nhưng mà từ ngày mai trở đi ta có cái khái niệm cốt lõi ở trong đầu về các phương pháp cụ thể. Chúng ta có kỹ năng nữa, còn muốn trải nghiệm, kinh nghiệm, học từ đồng nghiệp và học từ internet
chúng ta sẽ nhanh chóng hình thành kỹ năng sư phạm. Và khi có kỹ năng sư phạm rồi thì việc thiết kế một cái bài dạy luôn luôn đúng. Và chúng ta không có đau đầu khi phải thiết kế một cái bài dạy nào đó, chỉ đau đầu thay đổi kịch bản của bài dạy đó thôi, đúng không? Còn hơn là cái gì cũng đau đầu, bởi vì chẳng thay đổi cái gì cả. Đó, và đó là lý do tôi chia sẻ, xong chưa? Rất đơn giản nhá. Cái mà để đó không cần thiết gì làm đi, đấy gọi là quan sát. Còn cái mà giới thiệu ngóc ngách A, B, C, D, từ xa nhìn từ gần, màu sắc chiều cao hình dáng kỹ lưỡng như vậy, người ta đã trình bày hoàn rồi. Xong có 3 hoặc 4 loại phương tiện chứng quan hay dùng. Loại thứ nhất là vật thật. Những cái gì là vật thật? Có thể học nào? Cái nào là vật thật? Quá sai luôn, thấy chưa? Vật thật là gì? Nó phải chạy đến đúng cái chạy. Thấy chưa? Đấy, nên là cứ hỏi đâu là làm nó cứ gọi ra cái hầm đó. Vật thật là gì? Vật thật là vật khán giả. Không đúng luôn. Vật thật là vật đang sống. Con ếch, con cá, con lươn, con đỉa, con ba ba, con cua. Được chưa? Bông hoa hồng, bông hoa cúc tươi vậy đó. Đấy gọi là vật thật nhá. Vật sống. Nhớ chưa? Vật là vật đang sống. Vật đang sống, đang sống được chưa là không phải là cái này là vật thật. Rồi. Và đương nhiên vật thay thế thì vô cùng dễ rồi. Rồi, xong chưa? Rồi. Các phương tiện kỹ thuật công nghệ cũng dễ rồi, được chưa? Thế cái chiếc phone hiện nay gọi là cái gì? Phương tiện công nghệ. Đúng rồi, kỹ thuật công nghệ. Nha. Rồi, đồng ý. Rồi. Ưu nhược điểm. Ưu điểm nếu vận dụng khéo léo tạo nên nguồn tri thức phong phú cho người học, là tôi sẽ giải thích nào. Vì sao phương pháp trực quan lại nếu vận dụng khéo tạo nên nguồn tri thức phong phú cho người học nào? Đố bạn biết vì sao? Là tôi gợi ý các cụ đã dạy, chăm nghe không bằng một thấy, chăm thấy không bằng một sở. Tôi trình bày một khái niệm nào đó, tôi chiếu một clip rất cảm động. Trong của tôi, hôm nọ tôi có dạy cái lãnh đạo của cái đỏ đúng không? Trước khi tôi hướng dẫn các thầy cô ở trong cái lớp quản lý giáo dục, tôi chiếu nhiều clip đúng không? Sau cái clip, người ta có rất nhiều cảm xúc. Để còn quy luật nhận thức của con người, khi nào chúng ta học thấy được hoàn nhất nào? Khi chúng ta nhận thấy được bậc thật, lời thật, việc thật. Khi vui, khi thích cái môn đó, đúng không? Nhận thấy thật là chả. Khi đam mê, đúng không? À, đúng vậy không ạ? Không vui, không thích, có học giỏi được không? Học có hiệu quả không? Không, chẳng qua vì miếng cơm miếng áo phải học thôi, đúng không? Còn khi người ta thích, người ta yêu, người ta đam mê và say mê, thì học luôn trong một cái trạng thái hoàn toàn khác, đúng không ạ? Vậy thì chính cái phương tiện trực quan, các clip hình ảnh trực quan đấy, đó chính là nguồn tạo cảm xúc tích cực và nhanh và hiệu quả cho con người. Đồng thời chính cái phương tiện trực quan đấy làm cho người ta có niềm tin hơn về cái kiến thức người ta học, bởi vì học nó sẽ được dùng, đúng không ạ? Còn lời nói gió bay mà, đây làm sao ạ? Mô tả lại bằng hình ảnh luôn, đúng không? Có đúng là cái gì mà chúng ta có niềm tin học để dùng, học để ra tiền, học để ra việc làm, học để ra mối quan hệ xã hội, người ta có thích học không? Còn học có thể ra được gì cả? Không có học đúng không? Đúng rồi. Vậy thì chính phương tiện trực quan nó là cái nguồn để gọi mở cho chúng ta giàu cảm xúc. Và cảm xúc chính là sự thăng hoa của trí tuệ. Nhắc lại, không phải lý thuyết đâu, các bạn cứ nghĩ lại mà xem. Người ta đang vui thì ở miệng người ta nói ra những lời hay hay lời dở? Lời hay tức là văn hóa văn minh. Người ta nói lời hay thì người ta sẽ có sức cảm hóa, chứ không những
thanh đúng không? Thế là một người văn minh là một người có cách đối xử với những cái lời nói văn hóa. Và một người là nói văn hóa thì sẽ có nhiều người bên cạnh nói văn hóa đúng không? Bởi vì không nói văn hóa người ta sẽ lệch pha, sẽ nản lòng trong một đám đông như vậy. Bởi vì rõ ràng là cái đó là cái tạo nguồn cảm xúc nhá, cảm xúc nên là cực kỳ quan trọng. Vì vậy hiện nay người ta muốn học sinh đỡ buồn ngủ, người ta muốn học sinh thay đổi về tâm trạng, người ta thường dùng cái gì hỗ trợ? Xem một đoạn clip đúng không, xem một đoạn phim ngắn đúng không? Cái đó xong nhá. Nên là nó là lý thuyết suông nhưng mà tôi đã chuyển ngữ để thành những cái đụng vào được đấy. Thế nên là ở những kể cả những cái lớp dạy về quản lý thôi mà tôi cố gắng để tìm kiếm được các hình ảnh clip. Đấy là lý do mà tôi muốn chia sẻ. Thôi, thành thôi. Rồi, bỏ qua. Hạn chế gì? Vận dụng không khéo thì học sinh sẽ phân tán chú ý. Tức là có nhiều người hiện nay dùng slide, dùng máy chiếu nhưng mà là trình chiếu và đọc trên slide. Và chúng ta tự cảm nhận được. Chứ không phải là dùng slide để dạy học, đúng chưa? Mà thay cho đọc chép ngày xưa đúng không anh? Bây giờ là đọc trên slide. Và tắt cái này cái là ngọng hết, không dạy được. Vì đâu cũng thuộc bài đâu, đâu nắm được nội dung đâu, sâu sắc đâu. Bắt điện vào cái là thì thò lò đâu dạy được. Vì vậy chúng ta thấy là nó là cái hạn chế của nó, hạn chế của nó. Đấy, rồi. Và chính vì hạn chế cho nên nó sẽ không giúp chúng ta phát triển cái tư duy chiều được. Cứ phải mượn hình ảnh trực quan cụ thể, chúng ta mới nghĩ ra được cái gì đó. Và khi không cái nó bổ trợ thì chúng ta sẽ hạn chế. Nói nhiều nữa thì lại tụng chạm. Nhưng mà tôi vẫn phải nói. Các thầy cô đang dùng smartphone cả ngày. Từ hôm qua giờ tôi đã ăn minh chứng rất rõ rồi. Dùng smartphone rất nhiều, nhưng để dùng smartphone trả lời các câu hỏi thảo luận của tôi vẫn chưa hiệu quả. Không phải có thầy cô ở đây, các thầy cô đang giờ là giảng viên đang dạy ở trường học, học các chuyên đề của tôi mà tôi bắt thảo luận nhóm dùng smartphone cũng không hiệu quả luôn. Nó bảo ôi sao cái đáp án của cô nó không giống trong internet. Người ta phải xử lý thông tin kìa, trong internet thì việc gì phải dạy nữa, phải nhà mở Google ra đúng không? Đấy nên là cái đó là tôi mới nói là chúng ta đang dùng công nghệ đấy nhưng mà chúng ta chưa dùng hiệu quả công nghệ, đó chính là hạn chế. Chúng ta quá lạm dụng công nghệ nên chúng ta hạn chế cái tư duy chiều tượng. Tư duy chiều tượng chính là cái tư duy khái quát logic và chúng ta xử lý trên một đống thông tin chỉ lấy được một tí thôi, đúng không ạ? Và khi nào ta có được khả năng tư duy đó thì chúng ta mới không là người đảo văn, không là người đảo văn các bạn. Và yêu cầu thì tôi không có giới thiệu nhiều, tôi chỉ có giới thiệu ở hai cái đầu dòng chủ yếu thôi. Một là yêu cầu về phía phương tiện truyền quản, hai là yêu cầu về phía người dùng. Nào, ta chém gió tiếp nào. Yêu cầu về phía phương tiện truyền quan phải như thế nào? Rõ. To rõ, đẹp, chính xác, đúng với cái nội dung đơn vị kiến thức mà ta cần minh họa, được chưa? Trong bài giảng cũng biết dạy. Đặt ở đâu? Đặt ở vị trí mà cả lớp đều nhìn gì? Nhìn thấy, đúng không? À, ví dụ như vậy. Rồi. Bây giờ với người dùng nào? Người dùng mà dùng phương tiện truyền quan đấy mà chưa biết sử dụng được không? Không. Người dùng phải biết sử dụng và thành thạo các cái chức năng của cái phương tiện truyền quan đó, đúng không ạ? Rồi. Rồi người dùng là gì ạ? Phải lựa chọn sử dụng phương tiện truyền quan này nhằm minh họa những nội dung nào, chọn lọc. Và cái thứ ba là trong quá trình dùng phương tiện truyền quan thì giáo viên cần phải tương tác với người học thế nào để nâng cao cái giá trị của phương tiện truyền quan, để giúp cho các bài học trở nên sâu sắc và giúp cho cái tiết dạy, cái học đấy trở nên sinh động và hứng thú cho người học. Đó là những yêu cầu về phía người dùng. Và tham khảo 4 hình thức hướng dẫn khi dùng phương tiện truyền quan sau đây. Tôi giới thiệu 4 hình thức. Ta nhìn trên 4 hình thức ở trên. Và các thầy cô đọc qua và chỉ ra hộ tôi. Hiện nay giáo viên của mình trong quá trình sử dụng phương tiện truyền quan dạy học ở phổ thông hay dùng hình thức nào nhiều nhất? Tư duy
thứ ba. Trình bày giới thiệu các khái niệm. Định lý luận điểm. Sau đó thì là cái thứ ba đúng không? Dạ. Rồi. Một chiều. Tức là trình bày giới thiệu các khái niệm định luận luận điểm. Sau đó dùng phương tiện chủ quan minh họa. Điều đã trình bày. Thế thôi. Ai khác ạ? Giáo viên mô tả để tất cả luận điểm. Sau đó dùng đức minh họa. Cái thứ nhất đúng không? À, cái thứ nhất cũng dùng nhiều đúng không ạ? Nhiều chính xác. Đấy. Cái thứ nhất, cái thứ ba. Cái thứ hai dùng nhiều không? Không, ít lắm. Ít hơn đúng không? Rồi, đồng ý nhá. Tức là cái thứ hai là kết luận mới. Tức là tìm tòi và khám phá. Cái thứ tư. Một bài giải thích các luận điểm. Có ai dừng không? Mô tả giải thích các luận điểm định luận định lý, sau đó dùng trực quan minh họa và cuối cùng phân tích kết luận. Cách thứ tư cũng dùng nhiều đúng không ạ? Như vậy có ba cái hình thức dùng nhiều, một, ba và bốn. Còn cách thứ tư nãy dùng hơn chưa? Không nhá. Cách thứ tư là phải tùy thuộc vào đối tượng người học cao cấp một chút chúng ta mới dùng được, bởi vì trên cơ sở kết nối cái đã học với cái kinh nghiệm trực quan và yêu cầu người ta phải suy luận kết nối để đưa ra một cái khái niệm cái nhìn mới hoàn toàn, thế nên nó khó hơn. À, thì đấy là tôi chia sẻ một chút, nhưng mà đừng có nghĩ rằng là học sinh của chúng ta không thông minh nhá, nó cũng giỏi lắm đấy đúng không? Về trình quả chúng ta cũng nên sử dụng cách này để cho học sinh của chúng ta nó có đất để nó tranh luận đấy, để làm thay đổi tâm lý của lớp học, đừng có nhiều quá thôi nhưng mà có dừng rồi cảm ơn. Và bây giờ ta sang đến nhóm thứ hai, nhóm phương pháp thực hành. Tôi chỉ tập trung cho hai phương pháp đầu tiên, ôn tập và luyện tập. Tại sao tôi lại tập trung vào hai cái này? Thực tiễn hiện nay vấn đề ôn tập và luyện tập trong dạy học phổ thông đang có nhiều vấn đề phải bàn. Để tôi chia sẻ một chút phương khái niệm trong giới thiệu, niệm giới thiệu nhá, phân loại trong giới thiệu để các bạn cần nghiên cứu. Ta sẽ đi và sẽ đi có yêu cầu khi sử dụng phương pháp ôn tập, tất cả các yêu cầu của giới các bạn có thể viết được thoải mái, tôi chỉ tô một đỏ yêu cầu đầu tiên. Đó, anh biết tại sao là phải chú ý yêu cầu đầu tiên. Tùy vào cái khả năng của mỗi loại học sinh, khả năng về tư duy, khả năng về trí nhớ, khả năng về sức khỏe và điều kiện của từng cá nhân. Chúng ta không áp đặt cái cách tư duy về ôn tập của mình đúng mà áp đặt lên học sinh là không được. Hiện nay chúng ta đang bị cái đó, kể cả bố mẹ ở nhà cũng vậy, toàn lấy kinh nghiệm của mình bắt con theo kinh nghiệm của mình. Có nhiều người còn từ những cái sai lầm của mình trong cuộc đời và điều chỉnh cái sai lầm đấy bằng cách bắt con mình phải thay đổi đúng không? Để không lặp lại cái sai lầm của mình khó. Đó. Không phải đứa trẻ nào nó cũng ngồi lì nó học được. Đứa tăng động quá trời mà đúng không ạ? Thế thì ngồi được 10 phút là nó trồng trồng nó nhảy rồi. Để mình chọn những con đập khác. Nên là không phải dễ. Đấy là lý do mà tôi đưa cái màu đỏ vào đấy. Đấy là yếu tố mấu chốt để ôn tập cho hiệu quả. Hai là có người vẫn bật tivi, vẫn nghe nhạc, vẫn ôn tập bình thường, đúng không ạ? Có người ồn cái là không học được luôn. Thế có người kể cả học lên đại học rồi, nhưng mà khi ôn tập, ôn thi phải đọc lầm nhầm, hơi có tiếng một tí, học không nhớ được, thế là cái môn phải nhớ. Chúng ta bị lên đề quát đó ạ. Thế nên đại học mày học gì đào to vậy, đúng không? Cái khả năng ghi nhớ của nó phụ thuộc một cách nó chọn, phù hợp với cái khả năng tư duy và ghi nhớ của nó. Chúng ta không áp được, không áp được. Thì ở đây tôi gợi ý thôi, để các thầy cô đi dạy học sinh của mình đừng có áp đặt cái tư duy của mình là chúng ta lên cái ôn tập của học sinh. Và mỗi em có một cái ôn tập khác nhau. Và rồi các chị cứ thử nghĩ xem, có hai đứa con trong nhà, không phải hai đứa đều học giống nhau đâu. Mỗi đứa có một cái học khác nhau. Không để lấy cái cách thành công của con lớn nhất áp lên bắt đứa ra hai kiểu đó. Thế là sai lầm. Sai lầm.
Đấy, đây tôi chia sẻ, đó là với phương pháp ôn tập. Ta sang luyện tập nào. Luyện tập ở đây liên quan đến thành kỹ năng. Vậy tôi sẽ giới thiệu các yêu cầu thôi. Có rất nhiều cái yêu cầu. Ở đây tôi vẫn muốn chia sẻ mình cái yêu cầu màu đỏ này hơn. Tại sao tôi lại, bởi vì cái này hiện nay chúng ta làm chưa tốt, các khách ta làm tốt được, nên vì tôi chỉ đánh giá cái này thôi. À, ví dụ như ở trên này là nhằm vào mục đích yêu cầu nhất định có này, theo bài học này, trình tự từ đơn giản phức tạp từ dễ đến khó, đúng rồi này, phải bàn này, rồi phải ôn nhắc lại lý thuyết trước khi luyện tập, khỏi nói này, các cô thì cô đều làm được hết. Nhưng mà riêng tạo môi trường để cho quá trình luyện tập các em, để các em chia sẻ với nhau, người ta đang làm rất yếu, đúng không? Tại sao lại phải tạo môi trường để giao tiếp trong quá trình luyện tập? Tại sao? Giao tiếp là một là ta muốn nó hỗ trợ nhau để đồng đều về kỹ năng. Tại vì hiện nay kỹ năng của học sinh là yếu mà. Kỹ năng gì yếu? Kỹ năng ngôn ngữ, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết vấn đề, cách học, cách tư duy, kỹ năng đọc sách, sử dụng sách, đúng không ạ? Vân vân, tất cả đều kém. Vậy thì tạo môi trường giao tiếp chính là để các em tìm về lại mình và nhờ bạn bè hỗ trợ để cùng nhau chia sẻ để tốt lên. Hai, có một cái chu trình luyện tập nào mà hoàn hảo không? Và đấy là nguyên nhân sâu xa để dẫn đến 25 ngàn tiến sĩ ở Việt Nam cực kỳ ít sáng chế, mà sáng chế toàn là nông dân đó, những người lao động. Vậy thì có phải chăng các cái sáng chế đó nó phải xuất phát từ thực tiễn không? Và trong quá trình các em luyện tập các vấn đề liên quan đến kỹ năng, nó phải có cơ hội để nó chia sẻ với các bạn và thậm chí chia sẻ với thầy cô, để nó phát hiện ra cái mà thầy cô áp đặt cho nó làm cứng dạo giờ nó phải tuân thủ theo. Nhưng mà trong quá trình làm nó phát hiện ra cái vô lý, đúng không ạ? Và nó đề nghị thầy điều chỉnh. Chứ vậy nói rằng là không có một cái chương trình nào có luyện tập mà làm bài nào hết. Vì vậy chính giao tiếp là cơ hội mở để cho học sinh có quyền đưa ra những cái nhận định của mình về mặt chưa hoàn thiện của một cái chương trình luyện tập nào đó, một vấn đề nào đó. Đấy là cơ hội để thầy cũng phải tiếp nhận thông tin phản hồi của học sinh để điều chỉnh cái quy trình luyện tập cho nó phù hợp. Mình xây dựng là theo ý của mình thôi, và cô giáo dục xây dựng quy trình đấy chưa chắc là chuẩn hoàn toàn, đúng không? Đây các thầy cô biết rồi mà. Dạy từ vựng cho tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hoa, tiếng Hàn cho học sinh tại Hồ Chí Minh sẽ khác với dạy ở nông thôn, đúng không? Còn quy trình của bộ là quy trình cứng nhất, người ta đâu phải thiết kế như vậy được. Quy trình luyện tập để làm cho phát âm đúng, tăng cái từ vốn từ vựng cho học sinh của chúng ta, thì không thể quy trình áp ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh mang lên trên tỉnh chúng ta ở châu xa được. Mặc dù là quy trình bộ hướng dẫn như vậy thôi, còn mình phải điều chỉnh chứ. Bởi vì chúng ta trong quá trình chúng ta đưa quy trình đấy thì hỏi sinh viên hay là học sinh rằng các em thấy khó khăn ở bước nào, và ta có thể điều chỉnh cái bước đi đó được không? Thậm chí trẻ nhỏ có bước đi đi, thậm chí thay đổi vị trí các bước đi đấy. Thì đó chính là tôi muốn chia sẻ về hình thành kỹ năng luyện tập hay sử dụng phương pháp luyện tập trong dạy học ở trường phổ thông cho học sinh. Và đây là chúng ta lưu ý một chút, để chúng ta đừng có cứng nhắc nhé, thầy cô nhé. Rồi nào, các bạn đến cái cuối cùng chúng ta kết thúc nào, nhóm kiểm tra và đánh giá. Hôm nay ta quay trở lại một chút, kiểm tra và đánh giá được xem là một nhóm phương pháp dạy học. Nhắc lại từ nhé, nhắc lại nhá, không phải là hình thức mà đó là một phương pháp dạy học. Ý nghĩa không bằng, nhưng mà các bạn một chút, có bao nhiêu cái cách đánh giá nào. Hình thức nó có 1, 2, 3. Kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ để tổng kết. Nào tôi muốn chia sẻ, hiện nay ba hình thức này, hình thức nào giáo viên đang gặp khó khăn nhiều nhất và chưa chuẩn xác nhất? Thế nào?
thường xuyên, giữa kỳ hay tổng kết? Cái cuối kỳ đấy. Cái nào đang là luận thuận nhất? Cái nào? Tổng kết. Tại sao tổng kết là luận thuận nhất? Bộ môn ra mà thì thời gian. Bởi vì bộ môn ra mình không thể xác được cái tổng kết. Nhưng mà định trì thì ra nó cái chất lượng. Đề kiểm tra tổng kết hay đề kiểm tra cuối môn, kết thúc môn, cuối kỳ? Một người ra hay có bàn bạc cả nhóm không? Nguyên tổ bộ môn. Cái tổ bộ môn phải làm thì bàn chứ. Chứ phải một người ra cái phần nộp cho mẹ rồi thằng trưởng bộ môn. Cứ thế mà bà làm đâu. Cái tổng kết hiện nay nó như thế này. Khi mà nó không có phụ thuộc vào cái đề của giáo viên, mà nó phụ thuộc vào cái phòng hay gì đó. Đúng rồi. Cái nội dung đó cũng có hướng theo được. Tức là ở đây thực diễn là gì? Phòng cứ làm chung tất cả các trường đúng không? Thì tôi mới đang hỏi là gì? Kiểm tra tổng kết là một người làm hay mấy người làm đấy? Tôi đang chia sẻ đấy. Rất nhiều người. Đấy, được chưa? Vậy tôi đang hỏi là ba hình thức này, hình thức nào hiện nay dở hơn nhất đấy, hạn chế nhất? Tổng kết. Thì hiện nay chúng ta thấy ạ, thậm chí giữa kỳ phòng có nhảy bài làm không? Có luôn, đúng không? Rồi gì ạ? Cuối kỳ cũng phòng làm luôn, bao giờ hết đúng không?